Vâng, và tôi xin giới thiệu đến phần 2 này thì tôi xin giới thiệu với các bạn về cái thông tin đó là về cái giá của chiếc xe tương tự như cái phân khúc mà ông Phạm Nhật Vượng đang bán ở trong nước. Đây là một chiếc xe với cái hình thức, mẫu mã cũng như là chất lượng tương tự như vậy. Và các bạn đã thấy là chiếc xe này là rất là đẹp và hiện nay đang thịnh hành ở châu Âu. Và bạn, đây là chiếc xe Dacia Sandero. Đấy, các bạn thấy là catalog của họ đây, rất là đẹp. Và xe này là được thuộc trực thuộc của công ty Renault sản xuất tại Pháp. Và họ sản xuất cái xe này là ngay tại Romania, lắp đặt và cũng như là thử nghiệm. Đấy, xe của châu Âu và tiêu chuẩn là Euro 6. Và với cái giá của nó thì các bạn cũng thấy rằng nó khác hẳn với chiếc xe mà ông Phạm Nhật Vượng đã bán cho người dân trong nước với cái niềm tự hào của Việt Nam là gần khoảng 400 triệu. Thì ở đây họ bán chỉ với giá là 6.990 euro. Đấy, các bạn nhìn thấy cái bảng giá của họ. Và sau đây tôi sẽ chiếu kỹ hơn. Thì đây là giá gồm cả thuế. Và nếu mà trừ thuế 19% đi khi các bạn xuất khẩu, tức là nhập khẩu cái xe này về Việt Nam hoặc đi đâu đó để đi, thì các bạn sẽ được trừ 19% nữa. Thì giá như vậy thì còn rất là thấp, chỉ trên 5.000 euro. Và nếu mà chúng ta tính ra tiền Việt Nam thì chiếc xe này giá thì tính ở tiền Việt Nam là chỉ là 5.822 euro, tương đương với cả 153 triệu đồng Việt Nam. Đấy, chiếc xe rất đẹp như thế này và nó là chạy Euro 6 và có 6 túi khí đảm bảo chất lượng của châu Âu và được thử nghiệm kỹ ở trên thế giới. Vậy thì chúng ta đặt ra vấn đề là khi mà chiếc xe được sản xuất ở Việt Nam với cái niềm tự hào của Việt Nam thì cái phần nội địa hoặc cái phần tự sản xuất thì nếu mà nói của Việt Nam thì nó phải là rất là lớn. Thế thì tại sao mà niềm tự hào Việt Nam mà chỉ có Euro 4 mà lại không nổi Euro 6? Và Euro 4 thì thưa các bạn rằng là không thể nào bán được ở trên thị trường thế giới và càng không thể xuất khẩu được. Đấy, cái thông tin mà chúng tôi được một cái người bán hàng ở hãng xe của Phạm Nhật Vượng ở Hà Đông, Hà Nội cho biết, đây ở đây cho biết là cái đấy là chỉ có là Euro 4 thôi, Euro 4 đấy. Chiếc xe này các bạn thấy là đây là Euro 6. Euro 4 thì giống như xe bãi rác rồi, không chạy được. Và cũng như cái kiểm tra của chúng tôi đối với cái hãng kiểm tra xe bên này, nơi mà người ta nói rằng đã gửi cái xe của Phạm Nhật Vượng đi kiểm tra thì không hề thấy trong cái danh sách kiểm tra cái sản phẩm của họ và có cái tên của xe của VinFast là cái hãng này. Đấy, tức là không hề có tên. Như vậy là cái bài báo trong nước đăng rất là rầm rộ với số lượng xe để chuyển sang để thử. Cuối cùng ở trong cái hãng này là không có tên xe đấy đã được thử, tức là Euro Incap, đây là không thấy. Để các bạn có thể tự tra cứu và lát nữa tôi sẽ gửi cái đường link này để các bạn tự xem là tại sao không có. Và cái đấy các bạn có thể hỏi những người bán xe, tức là chưa được thử, chưa được test, mà chưa test thì không thể đi được. Và nó có thể lật nhào, có thể hỏng hóc và có thể gây ra những cái tai nạn, những cái bất ngờ mà có thể nguy hiểm cái sinh mạng của cái người đi cùng cái phương tiện đó. Và đây các bạn đã trực tiếp nhìn thấy những cái thông tin cụ thể về cái việc mà giá bán xe cũng như là cái chất lượng xe. Trong ngày hôm nay chúng ta thấy đây là cái giá xe của chiếc xe tương tự như vậy của ông Phạm Nhật Vượng bán, thì ở đây chỉ bán có 6.990 euro. Đây, các bạn nhìn thấy đấy. Và quy ra tiền Việt thì khoảng 153 triệu đồng Việt Nam với cái chiếc xe tương tự như vậy. Thế mà trong khi trong nước bán 400 triệu thì quá là đắt, với nói đây là niềm tự hào Việt Nam thì quá là đắt. Và chất lượng ở đây thì Euro 6 mới đi được, còn Euro 4 thì ở đây nó vứt vào sọt rác lâu rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy. Và bây giờ tôi sẽ soi để các bạn cùng xem cái nội thất ở trong cái xe này như thế nào và để các bạn biết về chiếc xe. Đây, và tôi sẽ dùng camera này, tôi sẽ tiếp tục tiếp cận gần hơn chiếc xe để cùng các bạn xem chiếc xe này như thế nào. Ở đây các bạn sẽ xem và chúng ta cùng đến gần xem. Đây là chiếc xe tương tự với xe của ông Phạm Nhật Vượng và đây là cái biển giá xe. Đây là loại xe này. Đây, Santiago này. Đấy, đầy đủ hết cái thông tin, thông số kỹ thuật. Và trong này các bạn thấy đây là nhà xe, người ta để rất rõ ràng về tiêu chuẩn khí thải rồi là giá cả và mọi cái thông tin. Và giá chỉ có là 6.990 euro và trừ 19% thuế đi thì chỉ tương đương với khoảng trên 130 triệu, chỉ hơn 100 triệu, tức là tiền Việt Nam. Và khí thải, tiêu chuẩn khí thải thì họ ghi cũng rõ ràng. Đấy, và nó đạt cái chất lượng nào, chạy xăng gì và tốc độ ra sao, đấy, CO2 thế nào. Đấy, và chỉ có chạy là cái này là Euro 6 thì mới có thể đăng ký ở Đức được, chứ còn những Euro 4 và các xe khác thì không thể đăng ký. Đây, và đây là chiếc xe của Dacia đang được bán ở đây, cái giá chỉ có là 5.000
882 euro tương đương với 153 triệu. Và giống như xe của Phạm Đình Vượng là rất chắc chắn, đã được kiểm tra, kiểm định rất cụ thể. Đây, chiếc xe như vậy. Và chúng ta hãy cùng xem phía sau chiếc xe này. Đây. Và xe này thì là của hãng Renault, tức là cái nơi mà đã sản xuất ra những cái xe rất nổi tiếng. Và họ cũng sản xuất ra chiếc xe này để bán cho những cái người dùng. Và được kiểm tra, kiểm nghiệm rất kỹ bằng mọi tiêu chuẩn. Và nó là đạt tiêu chuẩn Euro 6. Và như vậy thì mới được có thể đăng ký được ở đây. Chứ còn xe Euro 4 của ông Phạm Thịnh Phượng thì không thể đăng ký được. Đấy, đấy các bạn thấy. Rất là đẹp, chắc chắn, gầm cao. Đấy. Lốp, vành. Đấy. Và các bạn thấy, khi mà lốp nó để thì nó phải có những cái nhựa như thế này. Đấy, nhựa như thế này để nó giữ, nó không để bùn đất bắn lại. Chứ không phải sống xe của Phạm. Như chúng tôi thấy hình ảnh của Phạm Vượng là xe nó cái hở ra hết thì bùn đất nó bay vào sẽ làm hỏng xe rất nhanh. Đây là cái hình thức xe, từ các bạn xem cửa xe và các loại khác. Và trong này chúng ta sẽ mở cửa xe này ra để xem cái bên trong nó như thế nào. Đây là chiếc xe và chúng tôi đang nói với các bạn giá của nó chỉ có là 153 triệu Việt Nam đồng, tức là nó chỉ là 5.882 euro tương đương với xe của Phạm Nhật Vượng. Đây bên trong này. Đây, rất là đẹp, chắc chắn, đồng hồ contomet này, các kiểu này, số này, xe này 5 số này. Đấy, đây chỗ này gắn đài này, thì gắn đài này. Đấy, đây là xe mới tinh các bạn nhé. Đây là chúng tôi đang nói là xe mới tinh, không phải xe dùng rồi. Thế nhiều người cứ nói là tại sao hôm nọ so sánh một chiếc xe dùng rồi, bởi vì thực ra cái chiếc xe Chevrolet ngày trước, lúc mà trước tôi đã live stream ấy, thì nó là cái thuộc cái tập đoàn GM mà đã bán máy và bán phụ tùng cho Phạm Nhật Vượng để lắp cái chiếc xe đó, thì lại nó lại không còn sản xuất ở Đức nữa, cho nên không có xe mới mà cũng chả ai dùng cái xe nữa. Nó từ năm 2016 người ta đã bỏ đi rồi. Thì bây giờ tôi đã lấy một cái ví dụ khác, một chiếc xe khác với cái phân khúc tương tự như vậy để cho các bạn xem một chiếc xe như thế nào. Đây. Đây là chiếc xe này. Đấy, rất rộng rãi, thoáng và cao. Chắc chắn và ghế này có thể gập xuống được. Ghế sau có thể gập xuống được. Đấy, gập xuống được thì nó rộng. Đấy, rộng xe ra. Và toàn bộ những cái xe này khi mà bán ở đây họ đều kiểm tra chất lượng rất cẩn thận. Và chiếc xe cùng một loại xe như thế này thì ông Phạm Nhật Vượng bán với giá là 400 triệu, trong khi ở đây bán chỉ có 153 triệu. Đấy. Và chất lượng thì rất đảm bảo. Thì các bạn đã thấy khi mà sản xuất ở một cái hãng lớn tên tuổi như Renault, họ đứng ra để họ sản xuất, để làm cái thương hiệu Dacia này và lại được lắp ráp ngay tại Romania và tại châu Âu ấy, thì tất nhiên là nó phải tốt. Bởi vì là châu Âu thì cái tiêu chuẩn họ rất cao về ô tô, thậm chí Mỹ là tổng công ty là GM cũng không thể cạnh tranh nổi, mà họ phải rút và phải bãi bỏ cái xe Chevrolet, cái dòng như ông Phạm Nhật Vượng đã mua về dây chuyền đó, giống như là cái dây chuyền đó về lắp cái tiêu chuẩn Euro 4 là không, là ở châu Âu nó loại ra bãi rác từ lâu rồi, từ cách đây hàng chục năm rồi. Đấy, đây là cái xe đấy. Vậy thì là những cái thông tin này để các bạn biết, những cái người mua xe biết để khi mà lựa chọn và cân nhắc thì thử xe, mua xe sao cho nó hợp lý và cái tiền của mình bỏ ra thì nó là thực sự để phục vụ mình và không phải là dùng để làm những cái việc khác mà mang tính chất là có các. Đây các bạn xem. Đấy. Đây là một chiếc xe Dacia nhé. Chiếc xe Dacia này. Đấy Dacia này. Đấy. Giá chỉ có 153 triệu. Đấy. Đúng rồi, vâng. Đây xe này là cái kính này là nó quay tay. Và các bạn có thể thêm khoảng một vài trăm euro thôi. Để các bạn có kính quay điện ngay. Đấy, thì trong cái catalog này của họ thì họ cũng sẽ đưa ra tất cả những cái thông tin cụ thể là các bạn thêm như thế nào. Nhưng đây là một cái phiên bản cơ bản, giống như cái phiên bản dạng khi người ta bán xe người ta cũng đưa cái phiên bản cơ bản đủ ban đầu thôi, cơ bản để người ta bán giá đấy. Thế các bạn thêm cái gì thì thêm tiền thôi. Thì cái giá này là cái giá theo cái phiên bản cơ bản đầu tiên. Đấy, 5.882 euro bằng 153 triệu. Đấy, và xe là như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất đẹp, rất chắc chắn này, tay lái vô lăng này chắc chắn, rất mềm, bấm vào rất mềm. Đấy. Và giá chỉ có 153 triệu mà Euro 6 nhá thì nó phải chạy được trên châu Âu. Thì như vậy là Euro 4 của ông Vượng là không thể bán được ở đâu cả, không thể xuất đi đâu cả, và chỉ chạy, nếu mà mang ra nước ngoài thì chạy thẳng ra bãi rác thôi, không thể bán được.
Đấy các bạn thấy không? Đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ gọi mời một cái người là cái anh chuyên gia về ô tô ở đây để hỏi về cái việc mà chiếc xe này như thế nào và chất lượng ra sao cũng như giá thành thì cũng và cái tiêu chuẩn khí thải để các bạn cùng xem. Tôi đang đến chỗ của ông đây. Cái phá cái cuốc phá cái cuốc thì ô tô phá cái quân việt cuốc thì ô tô phá rồi. Đây là những chiếc xe mà đang bày ở xung quanh đây, là xe cao hơn này, xe dài hơn này. Đấy, đây là Renault, các bạn thấy không, đây là logo của Renault, cái thương hiệu mà công ty mẹ để sản xuất ra những chiếc xe như này, họ bày ở trong này. Còn bên góc bên cạnh này các bạn thấy là cái phiên bản chúng ta đang xem, đấy là chiếc xe Dacia mà giá chỉ có 5.882 euro netto, tức là chưa có thuế. Đấy. Tôi đang đợi để ông chuyên gia về ô tô kia ông ấy ra thì tôi sẽ tiếp tục hỏi để cho các bạn biết về cái xe này như thế nào. Đấy, xe rất đẹp, chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn, mà chạy rất tiết kiệm năng lượng. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây, cái tính chung là 5,3 lít 100 cây số. Đấy, tại trong thành phố thì 6 lít, còn chạy ngoài thành phố là 4,8 lít. Đấy. Chạy Super 10, Super và nói chung các loại xăng, và giá chỉ có 6.990 euro. Đấy. Đây, còn ngoài ra để những tiêu chuẩn khí thải này, thì tất cả những cái này là phải thử, phải test hết, chứ không thể nào nói là đem ra mà đem thử 3 tháng sau như Phạm Nhật Vượng ông thử, ông nói thử ở Đức, sau 6 tháng sau ông đem ra ông bán. Đấy. Đấy. Đây là một chiếc xe với phân khúc tương tự như là chiếc xe mà ông Phạm Nhật Vượng đã bán ở Việt Nam với giá 400 triệu, thì ở đây bán chỉ có 153 triệu. Và tôi đang đợi cái người chuyên gia, người ta đến, người ta xem và người ta sẽ trả lời những câu hỏi mà chúng tôi quan tâm. Đây, đợi phải làm gì hết sao yêu bác việc tí cún được phá cái cần quality hết không trẻ đắt. Ok, đi qua rồi. Ông ta đang gọi điện và tôi đang đợi để ông ta đến. Đây, các bạn nhìn thấy là cái phòng chỗ khu vực bán xe, nhiều xe đẹp lắm, đấy, những xe rất đẹp. Đấy. Đấy, xe này, xe địa hình này của cái hãng này, đây các xe khác nữa. Thì những cái vấn đề chủ đề xe khác thì tôi sẽ tiếp tục chiếu và mời các bạn xem vào cái thời gian và cái clip tới đây. Còn đây hiện nay chúng ta chỉ làm rõ cái vấn đề là cái xe mà Dacia Sandero mà chúng tôi đã so sánh với xe của ông Phạm Nhật Vượng bán ra với giá 400 triệu và euro 4, thì ở đây bán 6 euro 6, tức là euro 6 mới được lưu hành và bán giá chỉ có 153 triệu. Đấy, tính ra. Đấy. Các bạn thấy xe ở đây, xe này được sản xuất ở Romania nhé. Phụ tùng và máy là của Renault hết, máy của Renault. Đấy. Đấy, xe. Tôi xem xe. Có mắt gì? Moto off mắt. Nút đi Moto off mắt. Đang cuốc nó. Sai phê từ Kunder ở Việt Nam. Đang chuyển. Vâng, đây là tôi soi vào chiếc máy của chiếc xe này. Đây là máy của chiếc xe này. Sạch sẽ, chắc chắn và được kiểm tra cẩn thận. Và nó đạt tiêu chuẩn là Euro 6. Tức là Euro 6, tức là cái thứ mà có thể là chạy được đi ở Việt Nam và thì tuyệt vời, nhưng mà ở Đức thì mới được đăng ký, còn Euro 4 thì không thể đăng ký được ở Đức nữa, tức là chạy ra sọt rác thôi. Và còn Euro 5 thì cũng không được đăng ký, tức là 4 và 5 thì không đăng ký được với xe mới. Đấy. Còn chỉ có chạy xe cũ thôi. Và xe cũ bây giờ không ai chạy đâu, vì cái môi trường và mọi cái nó sẽ rất là đắt. Đây là cái máy của cái xe này. Đấy, các bạn thấy. Đấy. Cũng rất chắc chắn, gọn gàng. Đây. Đây là bình ắc quy này, đây là máy này. Đấy, có ba cái
đường vào này, đây là phần khí thải. Cái này là những cái bạn mà mê xe thì chắc chắn là sẽ có cái nhiều cái thông tin hơn cho cái đánh giá cho cái việc xe này, và các bạn hãy so sánh với chiếc xe này như thế nào. Đấy, ví dụ như trong này nó ghi rất rõ đây là xe Renault này, đấy, Renault Nissan này đấy, tức là nó có thương hiệu của ắc quy, nó phải dán vào đấy. Thế còn không phải như xe của ông Phạm Nhật Vượng, nó không dán cái gì cả đấy. Thế còn trong máy thì phải dập chìm là máy của hãng nào. Đây đây, các bạn thấy là logo cái này của Renault này, đấy, Renault đấy. Và nếu mà Renault sản xuất thì rất là tốt, tức là của Pháp chứ không phải là của những cái nước mà lạc hậu như Trung Quốc hoặc là một số nước khác. Đây, đây là phần khi mở máy chiếc xe đấy ra như thế. Và giá chiếc xe này là chỉ có 153 triệu. Đấy. Đấy, chúng ta xem cái xe. Xe là rất là chắc chắn. Đấy. Còn đây là phía sau. Đấy, chiếc xe tương tự chiếc xe của ông Phạm Đức Tượng đây. Bán giá ở nhà là 400 triệu, ở đây bán chỉ giá chỉ trên 150 triệu thôi. Đấy, chắc chắn. Euro 6. Đây là phần buồng lái. À, thì như vậy chúng ta phải nói rằng là cái việc bán xe sản xuất xe ở trong nước thì nó chỉ là đơn thuần là cái việc mà buôn bán thôi, là mua chỗ nọ bán chỗ kia thôi. Và với cái tiêu chuẩn khí thải cũng như là cái chất lượng chưa được kiểm nghiệm. Và Euro 4 của ông Phạm Nhật Vượng thì không có cửa để sống cũng như bán ra nước ngoài, mà chỉ có thể bán trong nước, và với cái giá rất là cao như vậy. Và chúng tôi đang đợi đấy, để cái người kỹ thuật kia để hỏi. Nhưng mà ông ta vẫn đang gọi điện thoại. Đây là máy xe. Còn đây chúng ta đi một vòng những cái hãng xe này bán những mặt hàng nào. Đây, những xe khác đây. Các bạn thấy đây là những cái xe khác mà bán trong cái auto house này, tức là cái chỗ bán xe này. Rất là nhiều xe. Đây là những cái người người ta bán xe. Đây là những cái xe khác đây. Tôi ra đây, chỗ đây khu vực bán xe. Cái xe tương tự như vậy. Nếu anh 20 nút phá thì được. Nó in phá 20 nút thì cút được phá thì in cái auto. Thì phá thì cái auto. Thì phá cái auto. Dạ. Was soll ich jetzt machen? Einfach vom Fragen erklären, wie sind. Sie haben schon eine halbe Stunde erklärt. Ja, nur ihre Antwort. Aber kurz, ne? Rồi bây giờ thì ông bán xe ông đã đến đây và để giới thiệu về chiếc xe này. Rồi ganz gut rồi nhá. Rồi ich frag nur nhá. Was sind denn für Fragen? Also ich kann einfach fragen die Auto, das Auto ist der 96 Euro und Euro, das ist Euro 6, ja? Ja. Vâng, ông ấy nói đây là chiếc xe Euro 6. Und Euro 4 und Euro 5 gibt nicht. Gibt's in Deutschland nicht mehr. Ja? Und warum gibt nicht? Das ist die strengste Abgasnorm. Also. Alles andere kann man nicht mehr zugelassen. Kann man nicht zulassen, ja? Genau. Euro 4 auch nicht. So lange nicht. Nicht mehr als Neuwagen, gibt es keine Neuwagen. Ja. Genau. Đấy, ông ấy nói rằng là cái xe Euro 4 và Euro 4, 4 và 5 thì không còn zulassen, không bán được nữa mà. Also, Z muss Euro 6 dann zulassen, wirklich. Ja. Ja. Tức là bây giờ phải dùng Euro 6 thì mới có thể đăng ký được. Và wo ist das hat Auto produziert ist? Das kommt aus Rumänien. Ja. Tức là ông ấy nói là cái xe này là từ Rumänien, từ sản xuất từ Rumänien. Và und das Motor kommt welcher Firma? Motor. Das ist ein Renault Motor. Ja, genau. Das Renault. Ông nói là cái xe này là chạy Renault Auto với chạy mô tô của Renault. Và thế ông, nhà, okay. So, ich habe auch schon ông ấy đã trả lời chúng ta rất rõ ràng là đây là chiếc xe của máy của Renault và được sản xuất ở Romania và cái này là Euro 6. Và đăng ký xuyên nhá. Dạ, đăng ký. Đấy, ông ấy cảm ơn đã và chào các bạn. Và
Vâng, và rất cảm ơn các bạn. Thì đấy, sau cái cuộc phỏng vấn này thì tôi xin phép dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới để làm trường thật rõ hơn về những cái thông tin về chất lượng xe của Phạm Nhật Vượng. Và các bạn đã thấy đây là chiếc xe mà được book bán với Euro 6 và giá chỉ có 153 triệu đồng Việt Nam, sau khi đây là giá netto chưa có thuế, giá xuất xưởng tức là giá xuất đi 5.882 euro. Và chiếc xe này được sản xuất ở Romania và máy thì của Renault của Pháp, rất là tốt và chất lượng. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại chương trình vào lần tới để chúng ta tìm hiểu thêm về chiếc xe của ông Phạm Nhật Vượng. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.